Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Hôm nay em giới thiệu bác một số những cái máy lọc không khí của rất là nhiều hãng. Nói chung là trước mắt đây thì em giới thiệu chiếc là của Daikin các bác nhé. Đấy, dòng các bác rất là ưa chuộng. Thì nhiều bác thích Daikin thì em lên Daikin. Một số những con của Toshiba nhé, Toshiba có dòng tinh dầu. Đấy. Còn đây những con Daikin đầu bò, Daikin nọc khô. Những con này thì nó rất là khỏe. Em sẽ lên cho bác con đầu tiên là con Daikin nó dùng remote các bác nhé. Rồi, đây là mẫu Daikin các bác nhé. Công suất của này của nó khá là lớn. Công suất của nó là 75W các bác nhá, 75W. Con này nó sản xuất vào năm 2014 các bác nhá, 2014. Em quay ở ngoài ánh sáng này này, các bác này thì rất là rõ các bác nhá. Đây là cái loại remote dùng cho Daikin. Đó, còn chức năng khóa phím các bác nhá. Em nhấn khóa phím này. Rồi đèn khóa phím đã hiện lên này. Này các bác không thể bấm được cái nào nhé, trước khi tắt bỏ chức năng khóa phím. Nếu tiện mình bấm có thể bấm từ xa được các bác nhé. Đấy, mình có thể ngồi ở ghế hoặc là mình nằm trên giường, tùy các bác chỗ nào thì các bác thấy thuận tiện. Tăng tốc này, eco này, tắt bớt đèn này. Đấy, rất nhiều tính năng các bác nhé. Nói chung là nó rất là tiện. Cái dòng nó có remote thì nó phải có remote đi theo ấy thì nó hoạt động nó mới ok, mới thứ hai nó tiện nữa, chứ còn không có loại mà có remote mà nó không có remote ấy thì là lúc mình sử dụng nó rất là bất tiện các bác nhé. Đấy, thì ra ngoài bấm tất cả là không khai thác hết tính năng của máy được, tại vì cái dòng có remote thì nó phải có remote. Đấy, em mở ra cho bác coi đây. Đấy, bên trong thì nó còn rất là sạch sẽ các bác nhé. Đấy, những phần chamber nó còn rất là mới, nọc điện còn đẹp, máy còn long lanh. Nói chung là về chỉ vệ sinh sơ sơ thôi, xài các bác nhá. Tháo nọc khí này ra thì nó đơn giản lắm, cái miếng này bỏ đây các bác nhá. Đấy, miếng này em bỏ luôn đây. Đằng sau của nó là một miếng than hoạt tính nha. Còn máy sẽ có 3 miếng phổ đi theo các bác nhá, 3 miếng phổ đi theo. Bỏ một miếng vào thì còn 2 miếng nữa các bác nhá. Đấy, máy còn rất là sạch sẽ, đẹp. 2014. Ok nhá, thì con máy này giá của nó là 2 triệu đồng các bác nhá, 2 triệu. Con máy này là mã số 1. 2 triệu nhá. Máy rất là đẹp. Màu trắng nhá. Này gần như là nó đẹp nhất trong đàn. Đấy, 2014. Điện 100V. Cái dòng này không lên điện được các bác thông cảm nhá. Tại vì mấy con này nó không có chỗ nào để nhét được cái cục điện thế vào cả. Thử rồi không nhét được các bác nhá. Rồi tiếp theo nữa là một con nữa các bác nhá, cũng là dòng Daikin có remote. Con này sản xuất vào năm 2009 các bác nhá. Con này là 63W. Cái quạt này ấy, thì nó kêu kêu như vậy không sao các bác nhá, tại do cái vỏ ấy, mình đẩy nó vào nó kêu này. Mình quay cái vỏ ấy, tại vì quạt của nó sẽ sát ở chỗ cái vỏ nữa, không vấn đề gì các bác nhé. Khi mình đẩy lên một chỗ thì không vấn đề gì, mình quay ấy, đấy, mình quay là nó bị đảo cánh đấy. Chứ không vấn đề gì các bác nhé, đó là các yên tâm. Xài của remote rất là thuận tiện, mình ngồi thì xa. Cái này phổi bên trong của nó đây các bác nhé, máy cũng kèm theo 3 miếng phổi luôn, giống như máy kia thôi. Xài điện 100V, con này là 60 mấy watt ấy. Đấy, 63W. Và cái này là mã số 2 bác nhá, 1.800.000. Có remote. Đấy, thêm mấy miếng phổi nữa các bác nhá. Em nói bác cái remote của nó đi mua 500.000 chưa chắc đã mua được các bác nhá. Đấy là phải chia sẻ thật, tại vì cái remote của nó ở đây không có đâu các bác ạ. Nó không phải giống như remote của điều hòa, muốn mua lúc nào thì mua nhá. Remote này của nó thì là mua ít lắm, đa phần là mua từ Nhật về thôi các bác ạ. Bên đó nó bán nhiều, như bên đây thì không có.
Bên đây chỉ giống mốt điều hòa thôi. Ok nhé, con số 2 là 1,8 triệu. Rồi kế tiếp mình giới thiệu các bác một số cái mẫu của Daikin đầu bò các bác nhé. Daikin đầu bò đời đầu. Xung quanh của máy các bác nhé. Con này sản xuất vào năm 2008, 80 mấy watt đấy. Con này còn cục jammer của nó nhá, còn cục jammer. Máy còn rất là đẹp nhá, nạp không khí và bù ẩm luôn. Con này nọc khí và bù ẩm nhá. Còn hai con remote đây này. Hai con remote này chỉ nọc không khí không thôi con nhá, nọc không khí không thôi. Đây này. Nọc khô đó. Nhưng mà có remote. Con này nọc khí có bù ẩm nhưng mà lại dòng này dòng không có remote nhá. Đấy, phổi các bác kèm theo cũng 3 lá phổi các bác nhá. 3 lá phổi. Và có bù ẩm luôn. Can nước của nó phía trước đây nhá. Đổ nước vào đây. Đấy, cắm xuống. Ok các bác nhá. 83 quá. Đấy. Máy còn khá là đẹp các bác nhá. Khá là sạch sẽ. Vệ sinh sơ sơ là xài thôi. Công suất lớn này. Nhìn bên trong này. Đấy, cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy. Đó, lấy con này thì lấy các bác nhá. 1,900,000. Gồm phổi tiếc đi theo luôn. Công suất lớn. Cái này mã số 3 nhá. 1,900,000. 83 quá. 3 miếng phổi kèm theo. Máy còn đẹp. Đây. Máy còn rất là sạch sẽ. Cục hơn 80W đấy các bác ạ. Này là 2008 luôn. Máy còn sạch các bác nhá. Sẽ có kèm hai phổi đi theo nhá, kèm hai miếng phổi đi theo. Phải 3 miếng chứ các bác. Tất cả là sẽ là 3 miếng phổi nhá. Một miếng phổi sẽ thay trước cho các bác. Đấy, thay vào bên trong. Còn một miếng phổi, còn hai miếng phổi sẽ để sơ cua nhá, xài hết thì dùng. Đấy. Cái dòng này là linh kiện phổi phiếc thì vẫn có đầy đủ cho các bác nhé. Đấy. Nó rất là nhiều, thuận tiện. Là vì người ta dùng nhiều thì nó vẫn có phổi. Con này là mã số 4 nhá. Mã số 4. Mã số 4 các bác nhá. Mã số 4 này giá của nó là 1,700,000. Mã số 5 nhá, một con Daikin viền đen. Chung là ba la viền đen. Daikin viền đen luôn. Nay đời thì nó cao hơn. Con này 83W này, 2010 nhá. Con này còn rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Mẫu này nó đời 20 nên nó làm khác đời 2008. Còn cái cốc để làm gì, con máy này còn rất là đẹp luôn. Phổi này. Con này còn cực đẹp đó. Đấy, chưa vệ sinh các bác nhé. Còn vệ sinh nữa lên nữa thì nó đẹp lắm. Có những bác mua về vệ sinh sạch sẽ lại, không bắt đầu gửi hình lại xem coi. Bác làm rất là đẹp các bác ạ. Đấy, không phải ai cũng không cũng ấy đâu. Ai nhiều bác cũng rất là khéo tay các bác nhé. Đấy. Bây giờ nọc khí nó chả có gì cả, nó rất là dễ thôi, nó không giống như là điều hòa. Đấy. Nọc khí nó tháo ra cái đơn giản lắm, chả có gì cả để hư hỏng đâu các bác ạ. Nắp vào cũng dễ, chỉ có ba la nó tháo hơi khó một chút thôi. Rồi, cái con này là con nọc không khí và bù ẩm nhá. Đây. Đây như thế không? Đấy. Đấy. Bù ẩm ở đây nhá. Eco này. Đấy. Tắt bằng nước này, chạy. Đấy. Khỏe lắm. Nó tăng tốc. Daikin nó chạy khủng lắm các bác. Máy của Daikin. Con này giá của nó 2,1 triệu các bác nhá. 2010. 2,100,000 các bác nhá. Con này là mã số 5. Tiếp theo một con mã số 6 bác nhá. Con này là Toshiba. Đấy, có sông tinh dầu này. Mà chả biết chức năng này nó dùng như thế nào cả các bác. Như đổ tinh dầu vào đây thì sao á. Cốc này. Đấy. Đang cắm vào đây. Đó. Con máy này còn khá là đẹp các bác nhá, phổi nó còn khá là đẹp. Đó. Phổi như là phổi mới luôn. Phổi như chưa xài các bác nhá. Rất là đẹp.
sen nước của nó nhá. Ôi xin lỗi, con này bánh sen nước nó đâu rồi? Để em kiếm cái bánh sen nước cho các bác nhá. Rồi bánh sen nước của em nó lấy cái bánh sen khác cho nó rồi các bác nhá. Bánh sen của nó còn có những cái cốc như này để nó múc nước. Đấy, rất là hay. Đây. Rồi, con này công suất nó là 27W nhá. 27W nữa các bác. Giá nó triệu 200.000 thôi. Triệu 2. Cái này là mã số 6. Mã số 6 1.200.000 các bác nhá. Toshiba. Phổi còn đẹp các bác nhá. Phổi còn mới keng. Rồi, tiếp theo là Toshiba các bác nhá. Con này là 32W. Dòng này thì nó có màn hình các bác nhá. Có màn hình rất là lớn ở phía trên đây. Đấy, màn hình LCD. Đấy, tăng tốc, đấy, nói chung là quạt nó sẽ nhìn thấy ở trên này các bác nhé, nó nét đấy nên nó chạy đấy, thế còn nó đứng yên các bác nhé, thế nó không khí bùa ẩm này, đấy, không có nước này nó báo, đó. Rất là đẹp, có sông tinh dầu luôn, này em chưa biết là chức năng này nó dùng như thế nào cả, đấy, khá là hay của nó đấy. Phổi của nó đây. Phổi này thì các bác thay phổi mới các bác nhá. Nói chung là vẫn xài ok nhưng mà thay phổi mới đi. Phổi thì bác mua cái phổi của con Sáp, Sáp D50. Đấy, Sáp D50 ấy, là bỏ vào nó gần vừa các bác nhá. D50 này của dòng nào? Là của dòng Sáp Tháp ấy. Đấy, Sáp Tháp Tháp ấy. Sáp Tháp là bạn đây, đây em lấy một cái miếng phổi cũ của con Sáp Tháp này, bỏ vô này. Đấy. Bác mua thể mua một cặp than của Sáp luôn. Đấy, bỏ vào là nó hợp lý đấy. Nó chỉ bị nhỏ một chút thôi, không đáng kể các bác nhá. Đây có cái để mình thay là quá ngon rồi. Đây này có thấy không? Nó chỉ bị khoảng 1cm thôi. Đấy. Là nó vừa luôn rồi. Đấy, như vậy là quá ok rồi. Mình lấy như con của dòng Sáp Tháp D50 mình thay vào là được các bác nhá. Đấy. May là nó cũng có phổi để mình thay thế. Mình lấy của dòng Sáp mình bỏ vào. Nó chỉ bị thiếu 1cm thôi. 1cm là cũng ok rồi các bác ạ. Mình không phải cắt gì nữa. Đấy, ok nhá, con này giá của nó là 850 nhá, 850.000 thôi. Con này là mã số 7 nhá, 850. Rồi, tiếp theo một con nữa. Đấy, cũng có màn hình luôn nhá, khá là VIP. Thời điểm nó, tại vì tính năng của con này rất là nhiều tính năng các bác nhá. Đấy, đây là cái chức năng là như là xông tinh dầu hay sao này. Hẹn giờ này, đấy, nạp khí bù ẩm này, nạp khí không này, đấy. Máy này bác đấy, nó có phổi đấy các bác nhá, đấy, mình mua phổi của tàu Sáp D50 mình thay rồi là được, đấy. Bình xe của nó đây, con này bình xe của nó như mới các bác ạ, bình xe như mới luôn, đấy. Thay cặp phổi vào nữa là xài ngon luôn, đấy. Ngon lành cảnh đào luôn. Cái phổi của Sáp mình thay vào. Con này là 32W các bác nhá. 32W. Con này xài thì ok này, máy lớn, hình thức đẹp. Con này lên điện rất là dễ các bác nhá. Con này cực kỳ dễ lên điện luôn. Tại vì nó thân hình đồ sộ nên là rất là nhiều chỗ để điện. Con này lên điện thì là 150. Đấy, lên điện đúng với cái giá là mua bên thế. Còn là phổi D50 thì một bộ của nó 300.000 một bộ các bác nhá. Cả than. Đấy, cả than cả phổi nhá. Đấy, con này là mã số 7. Mã số 8 xin lỗi các bác nhé, 950. Đấy, còn rất là đẹp. 32W các bác nhé. Thay phổi vào nữa 300.000 nữa là hơn triệu tí nhưng mà máy còn đẹp các nhá. Đấy, có màn hình nét luôn. Đấy. Sợ các bác không có phổi thay nhưng mà đấy, lấy cái phổi của Sáp là bỏ vào là ok luôn các bác ạ. Không phải sợ, không phải lo nghĩ gì nhá. Rồi. Các bác có nhu cầu mua con nào thì alo cho em nhé. Em sẽ gửi hàng cho các bác ship toàn quốc. Đấy. Thứ hai nữa em có cái gậy gôn này thanh lý các bác nhé. Đấy, em bán 5 cây 1. Đấy, 5 cây 1 này, gậy gôn này. Đấy. Để đây bây giờ không để ý này. Đấy. Thì cứ 50.000 một cây các bác nhé. Đấy, toàn cây gậy gôn xịn của Nhật thôi. 50k một cây. Đấy, 5 cây thì là 250. Đấy, chưa phí ship các bác nhé. Cứ 50.000 cây đến tới đến 10 đến 20 cây gì thì các bác. Anh lý các bác ạ. Về các bác.